Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Si Kẹo. Thì ngày hôm nay có một cái sự kiện, đấy là sự kiện săn lùng Boring. Boring nó chính là con pet mới của chúng ta đây. Số nhau ok. Thì ở đây là những cái phần thưởng mà anh em có thể nhận được đây. Thì cơ bản là cái chương trình nó chỉ đơn giản thế này thôi. Đấy là anh em vẽ này, anh em nhận mảnh Boring và đổi Boring hoặc là skin Boring. Số nhau ok. Đấy, như ở đây là đổi con Boring là cần 45 mảnh này. Rồi nhau ok, mất 40 kim cương một lần vẽ này. Đó, vẽ Boring trong cái khung này. Thật ra thì mình cũng đã làm khá là nhiều cái sự kiện. Hầu như là anh em vẽ kiểu gì cũng được thôi. Nhưng mà mình sẽ vẽ có tâm một xíu đi. Đấy, nhìn giống cái con màu hồng bên phải này. Trời ơi. Ui, nhận được luôn skin Boring thiên sứ. Ui, vỗ tay mất đúng 40 kim cương này. Được thật sự. Rồi nha, ok, thì mình sẽ tiếp tục vẽ. Cơ bản là kiếm cái con pet Boring nữa này. Đấy, vẽ rất là ok. Được có 4 huy hiệu Boring nữa. Ui, vẽ một lượt thì các bạn sẽ được rất là ít huy hiệu. Với lại thì anh em vẽ thế này mỏi tay lắm. Và đây anh em thấy không ạ? Để đổi được cái con thú Boring các bạn cần 45 mảnh cơ. Mút mùa hoa chuối. Thôi, chắc là vẽ 5 lượt luôn cho nó lẹ anh em. Số nha, ok đây. Vẽ phớ phớ lên cho nó xong anh em. Ui, làm phát trúng luôn trợ thủ Boring. Trời ơi, đừng ngon anh em. Quá tuyệt vời luôn nhở. Rồi nha, thế là xong. Thì bây giờ đây mình sẽ vào cho anh em xem cái trợ thủ đây. Đâu nhở? À, con Boring ngay đầu luôn. Mình sẽ phải đặt một cái tên cho nó. Mình sẽ đặt ngược lại là Ringpo. Ui dồi ôi. Đấy, cơ bản là mình hay thích đặt tên ngược như vậy. Rồi nha, đó. Cho nó ăn đã. Bây giờ thì hết thức ăn rồi. Đấy, mở được một số cái hành động này. Ui dồi, được thật sự nhở. Ơ, mình thấy là cái con Boring này đáng yêu phết, đừng đùa. Đúng không nào, một cái hành động nữa này. Đó, hiện tại thì Boring của mình đã mở khóa 3 hành động rồi nha. Hành động thứ tư này. Ui dồi, trông được anh em, khá là ngầu. Và cái skin trợ thủ ấy thì nó có 3 skin cơ. Đây rồi, skin Boring thiên sứ đây. Lúc nãy mình vẽ mình trúng đây, ngon. Còn cái skin xanh lẻ trông nó cứ dơ dơ ấy. Cái này là chuẩn nhất anh em ơi. Xài Boring, anh em xài skin này là chuẩn nhất luôn. Được thật sự, Boring thiên sứ. Kỹ năng của nó đấy là hồi phục một độ bền của giáp mỗi 3 giây. Giáp đến cấp 1 sẽ không bị phá hủy. Đó, tức là khi mà anh em dùng Boring này thì có khác nào gọi là giáp của anh em vĩnh cửu không nhỉ? Ui dồi, được, thật sự anh em ơi. Xứng đáng đầu tiên mất gạo. Tính ra thì mình chỉ mất có mỗi 6 lượt. 64 là 240 kim cương là có luôn được cái skin của con Boring này. Cũng như là có con pet Boring luôn. Rồi nha mọi người, thì lâu lắm rồi ấy. Lâu lắm rồi thì kẹo không có chơi một trận tử chiến cho anh em coi. Thì ngày hôm nay thì quay trở lại tử chiến. Tất nhiên là vẫn là cái bộ trang phục gọi là thám tử Free Fire mà kẹo hay mặc thôi. Nó là bộ trang phục mặc định của con nhân vật Alok. Đấy, rồi nha, ok, thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái thử thách nho nhỏ thôi anh em. Đấy là cầm cái cây súng lục bạc. Hiện tại thì mình chưa đủ tiền mua lục bạc, nên là mua tạm cây lục G18. Rồi nhá. Đấy, xong vòng 1 này là kẹo mua lục bạc kẹo quẩy luôn cho anh em coi. Úi dồi này. Trời ơi, thật sự là G18 thì bắn xa nó không tốt lắm anh em ơi. G18 chỉ bắn ở tầm gần thôi. Bắn xa thì G18 bắn nó hơi kém. Nhưng mà không sao, yên tâm là kẹo quần máu cái đã. Đấy, bởi vì là vòng 1 thì ai cũng xài G18 cả mà. Cái đậu xanh này. Rồi nhá, ok, nó một đứa. Nhẹ nhàng và tình cảm luôn. À, hai đứa nào dưới đây? Đậu xanh này, ui dồi ôi. Cái gì đấy? 2-1 mà vẫn thua. Mấy thằng địch này kém quá anh em ạ. Rồi nha, ok. Lục bạc hay còn gọi là defense đây rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ xài lục bạc để lấy top 1 trong tử chiến nhá. Nói chung là anh em cứ yên tâm, tôi còn lấy được cả MVP nữa cơ mà. Đấy, cố gắng kill nhiều kill. Và tất nhiên là vẫn như mọi hôm thôi, kẹo chơi tử chiến thì cái khả năng mà bị gục, bị nốc là rất là ít luôn. Hầu như là tôi toàn nốc địch thì có.
rồi nha. Ok, với cây súng lục bạc này bây giờ tha hồ quẩy mà đang còn tận 700 tiền cơ. Lúc nãy thì mình không mua thêm trang bị, quên anh em ạ. Không sao, đậu xanh này. Ui, phải nói là lục bạc thì đam rất là mạnh luôn này. Bắn vào đầu này, 495 máu luôn. Ui, một viên lục bạc vào đầu, chính xác là cái địch sẽ ra đi vĩnh viễn luôn anh em ạ. Ui, phải nói là lục bạc này ngon phết, đừng đùa luôn anh em. Đam tận 495. Yes, Defender Eagle. Thì cái cây lục bạc này ấy, khi mà anh em chơi đấu rank ấy, hoặc là chơi ở trong chế độ đấu bình thường ấy, là nó đã bị loại bỏ. Nhưng mà lục bạc này vẫn xuất hiện trong tử chiến nha mọi người. Ok, Defender Eagle thì đúng hơn, mình toàn đọc là Defender Eagle. Rồi nha, ok. Các bạn thì tiếng Anh thì mình cũng học ít, hiểu ít. Với lại thì nói thật là tiếng Việt anh em nhiều khi là anh em còn chưa học hết thì học tiếng Anh cái gì nữa. Đấy, cơ bản là mình lười nữa nên là mình cũng chẳng học tiếng Anh làm gì cả. Bảo là làm gì có tiền đi nước ngoài mà học tiếng Anh làm cái gì. Đó. Rồi nha, ok. Let's go anh em. Thì tình hình là như thế này. Tiếng Anh thì mình cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Thôi không chém gió nữa, quan trọng là tập trung vào chơi game cái nhở. Úi dồi này, phải nói là đam từ cây súng này rất là mạnh luôn anh em ơi. Defender Eagle rất mạnh luôn. Úi dồi này. Được thật sự anh em ơi. Đấy, anh em thấy không ạ? Cầm lục bạc này bắn rất là rát luôn. Ui, đậu xanh này. Đó, tầm khoảng là từ 3 đến 4 viên thì những thanh niên kẻ địch của chúng ta sẽ lên bảng điểm số. Nó cực kỳ đơn giản. Rồi nha, ok, nếu như mà các bạn có thêm thử thách gì thì hãy comment ngay bên dưới video này. Ok, Kẹo sẽ thực hiện thử thách của các bạn. Lâu lâu thì các bạn là anh em bảo là anh chơi tử chiến đi, thì hôm nay tôi chơi đây. Đó, nói chung là tôi chiều theo ý của anh em. Các bạn thấy đặt thử thách gì ok thì mình làm. Vậy thôi, cực kỳ đơn giản đúng không nào. Rồi nha, vòng 3/7 đã chiến thắng. Cơ bản thì con pet boring này xài thì mình chưa thấy cái hiệu quả luôn đâu. Cũng như là chơi trong tử chiến này ấy, thì địch nó còn chưa bắn cả một người tôi nữa cơ. Rồi nha, ok. Tức là khi mà anh em xài boring ấy, là các bạn không bao giờ phải lo là sửa chữa giáp. Anh em đỡ tốn một phần diện tích của ba lô thì nó cũng khá là ngon. Nhưng mà với cái tính năng này mình thấy là không hữu dụng lắm. Và cái con pet mình yêu thích nó vẫn là panda. Hoặc là các bạn có thể là đổi cái kỹ năng của mấy con pet cho nhau cũng được. Thì mình hay xài như vậy. Rồi nha, ok. Úi rồi này. Đấy, nói chung là OB20 thì đã cho phép chúng ta đổi tính năng giữa những con pet rồi. Nên là nó cũng khá là thoải mái đúng không nào. Rồi nha, ok. Úi rồi ôi. Dăm ba thằng rơm rơm này. Ok, vòng cuối rồi. Vòng cuối rồi mà còn lại là hai tên địch nha anh em. Hóng nào, hình như là à, bên này có người này. Úi dồi ôi, 3 viên lục bạc nằm xuống luôn. Rồi nha, ok mọi người. Bo nha. Và rất là đơn giản đúng không nào. Đấy, cơ bản là chơi một trận tử chiến nó rất là nhanh luôn. Thế nên là chúng ta sẽ lại làm thêm game tử chiến nữa nhỉ anh em. Rồi nha, ok. Tiếp tục làm thêm một trận nữa này. Và trận này thì vẫn tiếp tục thực hiện cái thử thách. Đấy là sử dụng cây súng Defender Eagle để lấy top 1 luôn anh em ơi. Đó, để lấy MVP trong chế độ tử chiến luôn. Bởi vì là mình chơi tử chiến này mình rất là tự tin luôn. Rồi nha, ok. Chỉ có 4v4 thôi. Chứ còn anh em chơi rank là toàn bị chúng nó kẹp thịt cho. Mình có khác gì cái nhân bánh mì đâu. Đấy, rồi nha, ok. Vâng, vòng 1 thì mình chưa có tiền mua Defender Eagle nên là đang xài tạm G18 nhá. Úi rồi, cái gì đây? Con voi này, tính gạ team up cơ. Vãi cả trưởng, ông ơi tôi lại ông. Tử chiến mà cũng gạ team up nữa thì đúng là quỳ luôn anh em ơi. Ơ, không phải anh em ơi. Hình như là team địch nó tính dùng cái thử thách gọi là chỉ dùng Kla lấy top 1 à? À, khả năng cao mấy thằng S tính năng Kla nhá. Ra là vậy, tưởng gì cơ. Tính chơi tay không bắt giặc đúng không nào. À, thêm một thằng nữa nè. Úi rồi. Ơ, bắn chán thế nhờ anh em, để đồng đội nó KS mất mạng. Cơ bản là mấy cây súng lục này nó không có ống ngắm nên là bắn khả năng anh em lệch nó khá là cao. Đấy, cũng như là độ nhạy thì mình đang chỉnh, mình đang test thôi. Nên là mình chơi game nó không ổn lắm. Nhưng mà không sao, cái việc thử thách là dùng lục bạc này thì Kẹo cân tử chiến tốt luôn anh em ấy. Anh em yên tâm là không nốc phát nào luôn đấy. Nốc cái là khỏi đăng video luôn. Rồi nha, ok.
Đây được rồi và let's go nào anh em ơi. Hôm nay thì vẫn tiếp tục là thám tử sĩ kẹo. Đấy, các bạn có thể gọi mình là thám tử kẹo cũng được. Vâng, vẫn là nhân vật Alok. À quên đấy, hôm nay giới thiệu cho anh em luôn cái lý do, giải thích luôn. Tức là tại sao mà mình không chơi nhân vật Jota ấy. Đơn giản là anh em ơi, Misa Alok nó có cái bộ trang phục này. Chứ trang phục của Jota thì trông nó lại sao sao anh em ạ. Cho nó không ngầu. Thì không ngầu làm sao mà làm được thám tử hả anh em. Đấy, cơ bản là mặc cái bộ trang phục này thì chỉ có Alok thôi. Đó, bởi vì là đây là bộ trang phục độc quyền của Alok. Rồi nha, ok, vòng 2/7. Ui dồi ôi, cái gì đây, mới vòng 2/7 thôi mà các ông đã treo máy thế này rồi. Trời ơi, thế này thì toang hoang rồi, chơi gì nữa. Thôi ngay, nói chung là bạn chơi chơi cho nó hết trận luôn. Đó, ok, vẫn là lục bạc đi Senegal. Đấy anh em thấy không ạ, cái thử thách này nó quá là dễ luôn. Và anh em ơi, anh em hãy đưa cho mình một cái thử thách nó khó hơn nhá, để kẹo làm nhá. Chứ riêng gì mà cầm lục bạc chơi tử chiến này, đơn giản anh em ơi, đi Senegal nhá. Đấy, đam rất là mạnh luôn, bắn rất phê, anh em có thể là vào trong game anh em trải nghiệm. Rồi là anh em cho mình cái bình luận ngay bên dưới video. À, mấy thằng địch này tưởng ở đâu, đứng bên này hả? Úi rồi này, bắn hơi ngáo, sao như mọi người bắn hơi ngáo, bắn xuống chân nó. Rồi ok này, úi rồi này, mũ Poring à, mũ Poring này, thằng kia, chạy qua cứu bạn luôn. Nể thật sự. Chiến thắng vòng 3/7 luôn. Và đây anh em ơi, chuẩn bị là đến với vòng cuối cùng rồi. Thì đây sẽ là vòng cuối cùng rồi nhá. Đấy, cuối cùng của trận tử chiến ngày hôm nay rồi, nếu như mà team mình win nữa. Bởi vì là team mình đã win 3 vòng rồi, win thêm một vòng nữa chính là win luôn. Rồi nha, ok. Vẫn là cây lục bạc thôi, đi Senegal thôi. Cầm vả mấy thằng địch luôn, nhẹ nhàng và tình cảm đúng không nào. Rồi nha, ok, let's go nhá. Xem đi kịp cho nó nào anh em ơi. À, cứ chạy thẳng đi, chạy thẳng phía trước mặt đi. Vừa thấy mấy đứa nổ súng cơ mà, ngại gì đúng không nào. Rồi nha, ok đây. Let's go. Người đâu? À, thì ra là nhảy xuống rồi cả. Mày này, đậu xanh này, ba viên này. Ui, vãi thế. Anh lại sợ chú quá cơ. Tao yếu nhưng mà anh em tao đông. Rồi nha, ok. Đấy, mình đang đuổi đuổi cái mấy thằng bạn vào support luôn. U rồi, thằng cuối này. Đấy, gì đây? Mấy ông vào tử chiến để mấy ông treo máy như mấy con bot thế này thì. Rồi nha, ok anh em. Tuần này thì bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhá. Mình là Sĩ Kẹo, hãy theo dõi mình trên YouTube nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.